Ồ, ở đây có cây gì to đùng ấy nhưng mà khô hết lá rồi hay sao kia? Vâng, cây kia là cây gỗ gỗ quý anh ạ. Gỗ quý à? Vâng. Gỗ quý không cần lá phải Vâng. không? Mà Xuân Thiệu chào mọi người, chào ông bà, các bác nhé. Chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe và thành công trong mọi công việc. Đó, cháu rìa ngoan ông bà, cái xem nào. Vâng, em rìa xin chào tất cả ông bà, các bác và mọi người ạ. Hôm nay thì hai anh em đang có mặt tại bản làng nhà em Mỉ các bác ạ, tức là em Mỉ Hồng Nhan Bạc Mệnh đó. Đó, em Mỉ thì trước cũng có anh Linh Văn Bé là vào chia sẻ rồi. Thì Xuân Thiệu mới nhận được một cái món quà của cô Lai ở bên Đức, đó, cô Lai Thị Thược. Cô có gửi cho Xuân Thiệu tổng là 1.217.000 các bác ạ. Đó, trong cái khoản này thì cô cũng có dành tặng cho anh em là ít lẻ tiền xăng đấy, nghĩa là 217.000 các bác ạ. Còn lại 1.000.000 thì sẽ cho nghĩa là cho các cháu nhà em Mỉ các bác nhá. Thì cô cũng đã dặn là mua vào cho các cháu nhỏ nhà em Mỉ đó một cái xe trẻ con đấy, nghĩa là cái xe tập đi ấy. Thì nghe nói là cháu nhỏ của em Mỉ đó cũng mới sinh, cũng được 2-3 tháng gì đó, nhưng mà không may thì em Mỉ cũng có một cái câu chuyện rất là buồn về em Mỉ đó. Thì ông bà nào có theo dõi được qua những cái tập phim của em Linh Văn Bé chia sẻ thì cũng nắm bắt được rồi đó. Thì cũng không may là em cũng là mất rồi, bây giờ để lại những cái đứa trẻ bơ vơ, không nghĩa là không có mẹ không có bố nữa. Bây giờ là mồ côi đó, rất là tội nghiệp. Nên là cô Lai ở bên Đức có theo dõi được và có gửi về những cái món quà rất là ý nghĩa cho các cháu, để giúp các cháu có được cái xe để tập đi ấy. Đó, rất là ý nghĩa. Cũng xin được cảm ơn cô Lai ở bên Đức rất là nhiều. Một cái món quà đến với các cháu nhỏ ở trên vùng cao có lẽ là không có gì quý giá bằng, cô bác ạ. Ở trên này nếu mà các cháu mà có được cái xe để mà tập đi trong những cái một vài tháng đầu thì hầu như là không có, các bác nhé. Tại vì cái xe này thì nó cũng chỉ vài 300.000 thôi. Thế nhưng mà bà con ở trên này thì để mà điều kiện ăn uống còn thiếu thốn, chưa nói gì đến những cái sắm những cái đồ vật đó để cho các cháu mà dùng ấy. Nên là cô gửi về vào cái thời điểm hiện tại, nghĩa là các cháu bây giờ không có bố không có mẹ rồi, thì rất là ý nghĩa và thiết thực. Cũng không hiểu là bây giờ các cháu còn ở bên này hay là sẽ bên nội hay như nào đó nữa đó. Thì hôm nay anh em vào đây thì cũng đang tìm nhà nhưng mà không biết là nhà nào cô bác ạ. Vào đến đây sương mù cũng gọi là rất là dày Sương đặc, mù nhưng dày mà đặc luôn, tại vì có mấy là cái nhà gọi là lơ lửng ở đây nhưng mà không biết là nhà nào mới là mới phải cơ. đúng rồi. Bây giờ thì đang để gọi em và đang tìm người để mà hỏi đường. Thế nhưng mà sương mù này như là bà con cũng không ra ngoài nương hay sao ấy, mà chả thấy ai, đường vắng như là gì. Tanh luôn. Thế là Đường vắng tanh vắng ngắt rồi. vâng. Đấy, Ui ở đây bà con đang dùng cái cải gì mà nó ui đỏ đỏ kia cả nhỉ? cái cải nhìn ấy thế anh nhở, nhìn ngon thật đấy, kiểu là cái cải nó lá nhiều quá. Đúng rồi. Vâng. Đây, về đây anh trao cho cái tiền xăng nhé. Ấy à, Cô có dành tặng anh em mình là hơn 200.000 tiền xăng. à có cái lì xì Gọi là anh từ em xa đấy để ạ. có thêm ít động lực để Vâng, đi vào bản em xin. ấy. Vâng, cháu cảm ơn cô La Lai rất là nhiều, có cái đồng tiền xăng như vậy cho anh em cháu cháu thì gọi là thêm một cái động lực rất là lớn, và năm mới thì cháu cũng không biết nói gì hơn, xin chúc đại gia đình cô là thật nhiều sức khỏe ạ. Bây giờ thì sẽ gọi cho em và, nghĩa là em và bên phía gọi là đi phiên dịch cho em tem của em bé đấy. Để chờ xem là em nhà ở chỗ nào thì anh mới vào. Đây, món quà của cô có gửi đây. Ở trong này thì có xe với lại mấy 5 đôi tất với lại 2 dây sữa của bác ạ. Cái món quà để vào cho các cháu nhỏ nhà em Mỹ. Và em đang ở đâu đấy? Em đang ở khu này mà. Khu này là khu nào, đang ở nhà không? À có à. Anh đang ở trên đường ấy, hôm nay anh vào đây để xuống thăm nhà chị Mỹ ấy, bên nhà em ấy, nhưng mà không biết là ở chỗ nào, em đang ở chỗ nào, lên chỗ đường trên này được không? Để cầm Em cho, ở dưới nhà để cầm mới cho này. để Dưới nhà mới anh á? anh nói chuyện Dưới nhà mới với là em ở à, ở ở chỗ nào, em lên đường được không? tí. Ở thế lên trên này để anh xuống dưới nhà cái, không 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 biết đường ở đâu, không biết nhà ở đâu ấy. Sương mù quá. Sương mù rồi, đặc em đang lên trên này rồi. Xin chào với thanh niên.
phí máu ghê nhỉ. Sương mù rất là dày luôn. Đây này có không biết là em vào bảo là đang ở đang ở khu đâu đây, đang ở đây mà đây mà thì mình cũng đành chịu thôi. Không biết là đây thì không biết ở chỗ nào. À cái kìa đâu ấy kìa, đồng chí vào kìa. Xin chào em, chào nhé. Vâng, chào em. Thế bảo khu này là ở chỗ nào anh không biết luôn á. Đang bảo là đang ở đây mà thì anh biết ở đây mà là ở chỗ nào. Vấn đề khỏe chứ. Bắt tay cái. Anh ở dạo này nhìn có vẻ đẹp trai hay sao ấy, nhìn ra hẳn ra theo anh bé vừa máy khô rồi để trai hơi là kiểu như là đi nó được thoải mái hơn à. Vâng, à, công việc đi dễ dàng như thế thì không phải là mình là công việc là nặng ấy. Nhưng mà thấy thế nào, em thấy đi mấy tem của em bé mới là cái công việc anh em mình đi hàng ngày vào trong bản để giúp đỡ bà con thấy như thế nào? Thấy mình như là đi cả ngày thì vui vẻ hơn. Vui vẻ hơn á? À. Là giống như mình đi xây gạch cả xây đá thì rất là khó. Đúng rồi, mình đi thế này cảm giác đi vào mấy bà con giúp đỡ bà con hoặc là tự tay trao được những phần quà cho bà con có vẻ nên vui vẻ hơn nhỉ. Vui vẻ. Đi dễ dàng bình thường. Không phải là khó giống như mình đi xây đá, xây gạch. Nhưng mà thấy bây giờ là em béo hơn nhỉ? Béo hơn trước nhỉ anh nhỉ? Béo hơn trước thì đi xây gạch với xây đá thì một ngày thì chỉ là 2 bữa cơm. Một ngày 2 bữa cơm. Ngày là cơm bữa. Thế bây giờ thì ngày được mấy bữa? Được 3 bữa anh ạ. Được 3 bữa. Thảo nào trắng béo ra. Cái khéo như thế này mình nói nhỏ thôi. Sợ vậy nghe thấy đó. Khéo như thế này đi là có vợ 2 đấy. Chắc có thêm vợ nữa đấy. Không sao đâu. Thì là trụ nhà rồi. Vợ không chủ... phải là lo cho mình đi tá ghép bình thường. Không phải không à? Thế mà bây giờ là vợ chủ nhà rồi. Bây giờ vợ là cho mình đi thoải mái á? Đi thoải mái. Bây giờ thì cái đấy thì công việc của chồng ấy. Không phải là công việc của vợ ấy. Nghĩa là công việc của anh em mình đi như vậy. Thế nhưng mà cái càng ngày càng béo trắng ra, vợ nó phải có cái ý gì đấy chứ. Vợ phải đi về, vợ phải gọi là ngửa cái mùi ấy. Thế bây giờ về vợ có kiểm tra bây giờ chưa? Không đâu anh ạ. Vợ bảo là hôm nay thì chúng đi làm việc khó không ấy. Thế thì em gì là bị vợ kiểm tra đấy. Mấy lần về vợ cho ngủ dưới đất rồi, không ngủ dưới giường trên giường đâu. Vợ bảo là đi có gái thích em à, thích anh không ấy. Có anh em ạ. Nghĩa là có người thích chồng của em là vợ lại tự hào hơn hay như nào? Có người nhiều người thích thì vợ mới thích. Người thích thì chắc là vợ không thích mà. Thế bảo thế. Ví dụ chồng nói thế thì em nói thế thì nhớ đâu vợ nghe thế tối nay về khác ngủ làm sao? Vợ nghe được, vợ bảo là không chịu đâu, cái đấy là công việc của chồng, không phải là chịu luôn không thì. Chồng không biết đi tìm việc ấy, không biết đi tìm việc kiếm tiền về cho vợ ấy. Thế thì anh hỏi nhỏ như một chút, thế thì đã bị vợ cho xuống dưới đất ngủ như anh Dìa bao giờ chưa? Chưa. Thế thì chứng tỏ đấy, em Dìa phải hỏi em bà nhá. Nhưng mà em bà chưa biết đâu. Sợ mai hôm đấy vợ cho ngủ nữa đấy. Đấy thì vợ chỉ bảo là kiếm tiền về thôi. Sẽ có cái thích em thích chứ. Đúng rồi. Vợ mình thích là phải cho người khác thích thì mình thích chồng mình nữa. Đúng rồi, cái thì cho người ta thích mình mới thích chứ. Phải là cho mình một mình thích thôi, không ai thích thì chắc là em cũng không thích phải không? Đấy, em Dìa phải học hỏi em vào cái vấn đề này nhá. Không phải là cứ vợ đi về lấy cái cứ phải kiểm tra thì cái mùa lạ cái là phải tra khảo từng tí một là không được. Đấy, rồi sau về em Dìa phải bảo là đấy, anh đi bạn của anh ấy. Bảo là nghĩa là chồng của em được người khác thích thì mới tốt, em mới thích. Đấy, không phải là chồng của em mà còn không có người khác thích thì chắc là em cũng không thích đâu. Em mới tốt chứ. Đúng rồi. phải vợ phải như thế mới tốt, đúng rồi. Phải quan tâm mình một tí nữa. Bây giờ là vợ em thì là cháu của anh Dìa thì chắc là tốt nhỉ. Đấy, anh phải trao đổi kinh nghiệm với nhau. Ví dụ anh đi làm xa này thì không nói đến rồi. Đấy, chứ còn anh là lo nhất là ví dụ hai em như em Dìa với em bà là đi vào bản là như em bà vừa đi lại trắng trẻo ra như thế. Lại có nhiều cô em thích thì về vợ lại cũng thông cảm cho như thế, bảo ấy công việc của chồng thế là được. Ý là em bà là vẫn chưa được vợ cho xuống dưới coi đất nằm là thế là vẫn còn hơn anh Dìa rồi. Chứng tỏ anh Dìa không ăn thua em ạ. Anh Dìa đi với anh một thời gian rất là lâu rồi, gần 2 năm rồi, thế nhưng mà mấy lần là vợ về là kiểm tra là cứ như là run cầm cập, với hôm sau đi phối với anh ơi.
tưởng là anh rể thì không ngủ cùng à, vợ của anh rể thì nó mới đồ như thế thôi. Không phải đâu, ý là cứ mỗi lần nghĩa là hôm nào đi bảo là hôm qua em không ngủ được anh ạ, à, ý chang là hôm đấy là bị vợ cho ngủ ngoài đấy, thế là không ngủ được ấy, đi cứ bảo anh bảo là hôm qua em không ngủ được nhà, anh biết ngay là hôm qua là vợ là cho ngủ dưới đất rồi. Nếu mà như thế thì lần này phải đi phải học phải ghi bài kinh nghiệm của em và đi Đúng đúng rồi. gọi là để vợ có biết nữa, để vợ có cho mình đi thoải mái nữa. Đi khổ vợ học một tí xong lại vợ hiểu cái tiếng của vợ em ấy. À phải phải phải, đây khả năng là cho hai chị em gặp nhau tí để hỏi hỏi kinh nghiệm. Bảo là cho chồng đi kiếm tiền chứ. Đồ là không phải là chồng đi lung tung, người khác không phải để kiếm được Phải rồi, thế thì hôm nay nha, hôm nay thì anh cũng vào trong này thì có một cái món quà của con Lai ở bên Đức ấy, có gửi cho gọi là cháu nhà chị Mỹ nhà mình ấy. Cháu bé à? Ừ, cháu bé đấy, hình như là có một cháu là mới được có mấy tháng hay sao phải không? Có một cháu cháu bé nhỏ thì được 6 tháng anh ạ. Tức là cháu mới sinh ấy mà. Cháu mới sinh thì được 6 tháng. Được, nói 6 đến tháng. Chị Mỹ nhà mình thì đúng cũng hơi buồn một chút nhỉ. Bây giờ thì nói gia đình của chị Mỹ thì em cái đấy thì em không cần phải nói, thì rất là bùa thưa đúng cả mấy mẹ cô ấy. Đúng rồi. Bởi vì câu chuyện thì cũng không muốn nhắc lại nữa. Cái này thì anh cũng chỉ nghe qua những cái video chia sẻ ở bên tem của bọn em thôi, với lại em bé vào thôi. Thì hôm nay gọi là cũng có một cô ở bên Đức đó thì cũng theo dõi được ấy, thì cũng thấy trước hình như là không nhầm là vợ em ấy bế cả con em với lại con chị Mỹ đấy. Bây giờ thì mẹ có việc rồi thì mẹ không trông được hai cô, thì chắc là để cho cô bé của chị Mỹ với con của em thì vợ em một mình khác thì trông hai đứa cô bé. Tức là bây giờ là vợ em là trông hai hai đứa nhỏ à? Vợ em thì trông hai đứa nhỏ nhà, hôm nay thì hôm nay chắc là mẹ có việc mẹ đi rồi thì vợ em một mình trông ở căn nhà, nhưng mà hôm nay thì em gọi điện cho mẹ về rồi. Về rồi thì mẹ các tập trung ở con của chị Mỹ ở dưới nhà mới của chị Mỹ. Thế bây giờ là hiện tại ở đây là còn mỗi cháu nhỏ thôi gì? Mỗi cháu nhỏ, cháu của em với vợ em thì dưới nhà cũ của em. Tức là bây giờ là cháu nhà em là ở dưới nhà em gì? Thế thì cháu của chị Mỹ thì nó là ở dưới nhà mới này. Thế thế bây giờ nhà nhà chỗ nào thì bây giờ cùng anh xuống ấy. Bây giờ thì đi đường bên này đi anh. Đi đường bên đấy á? Thế thì đây đây có cái món quà đây. Cầm nghĩa là bây giờ cái món quà này đi nhà chị Mỹ ấy, nghĩa là đi nghĩa là cho cháu của chị Mỹ nhà mình ấy, cái là cái xe này là cái xe cho chị con nó đứng vào cho nó tập đi ấy, nếu mà 5-6 tháng là đứng vào đấy được rồi, là ngồi vào để mà cháu gọi là đi 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 không phải bế nữa ấy, để có thể là mẹ em hoặc là vợ em trông ấy thì còn làm được cái nọ cái kia, chứ còn anh thấy ví dụ hai đứa như thế vợ em trông thì cứ mỗi nách một bên thì làm sao mà làm được cái gì. Đúng rồi anh ạ. Bây giờ thì có như con xe này để cho đứa cô vào ngồi con xe này thì mình có công việc nào để làm. Đúng rồi đúng rồi. Gọi là mình tiện lợi hơn rất là nhiều. Xe tránh xe người ta đi. Nhưng mà bây giờ đi, là đi, cháu đi, bây giờ đi. Con của chị Mỹ là ở nhà nhà này hay là ở nhà em? Nhà nào nhà chị Mỹ á? Bây giờ nhà nào thì xuống dưới đấy. Đi đường nào? Đi đường đấy á? Cũng rất là cảm ơn cô gọi là cô Lai ở bên Đức. Cô rất là xa xôi thế nhưng mà cũng gửi về những cái tình cảm, tình yêu thương rất là lớn cho bà con ở trên vùng cao này nói chung và đặc biệt cháu nhà em Mỹ nói riêng của bác ạ. Đó, một cái gọi là các cháu bây giờ đã thiếu vắng người bố người mẹ rồi, bây giờ cũng sống như là phụ thuộc vào những cái người thân thôi, ví dụ như là người bà đấy, thì để mà chăm sóc những cái cháu nhỏ mà 4-5 tháng tuổi hoặc 5-6 tháng tuổi gì đó thì cực là vất vả thôi. Đó, bây giờ thì đang cái tầm tuổi đó thì tuổi thì nhỏ mà không có dòng ti của người mẹ thì đương nhiên là cháu sẽ ở đây thôi này, em rất là khổ. Đây à? Cái nước gì thế này? Nước này thì chết thì để cho cái bể tiên nhưng mà nước rất là bẩn. Nước rất bẩn á? Nhưng mà nước thế cái nước này nghĩa là mình chỉ đựng về để sửa rửa các thứ thôi chứ đúng không? Không phải là rửa để cho lợn ấy. Cho con lợn. Đúng rồi đúng bây rồi. Bây giờ thì trên này thì không nước thì ít nhưng mà không có bể nhiều ấy. Đúng rồi. Sợ là bây giờ thì không có nước để cho mình uống thì lợn này thì không uống nhưng mà để cho lợn. Để cho con vật vật nuôi. Đây là nhà chị Mỹ đấy đúng không? Cái nhà này thì chưa thì các ông bà giúp xây một đường căn nhà nhưng mà chị Mỹ thì không ở được bao nhiêu lâu đâu. Được máy khô xong tận này chị Mỹ ố đau thì lại đi xuống nhà em. Thế thì em ở đây thì được 6 khô thôi anh ạ. Được 6 khô xong lại chị Mỹ ố đau thì dưới nhà em xong rồi em đưa em đi bệnh viện được hai lần về. Xong lại
Khi mất thì trước em đưa nó đi bà ngoại, bà nội thì chắc là mất đau ố ở dưới kia, nhưng mà em đưa ở dưới nhà em đi, không phải đưa nhà này đi đâu. À, cái ngôi nhà này thì trước cũng được các ông bà gọi là hỗ trợ. Đó, thế nhưng mà do là cái số của chị Mỹ nhà mình nó cũng kiểu như là bạc mệnh ấy. Có nhà mới kiên cố rồi, có gọi là các cháu rồi, thế nhưng mà lại cũng không ở được với các cháu, cũng không ở được cái ngôi nhà như nó vậy, thì đúng phải nói là cũng là một cái câu chuyện rất là đáng buồn đấy. Thì cũng chả biết là nói thế nào được nữa cô bác ạ. Thì các cụ bảo là sinh lão bệnh tử mà. Nhiều khi là cũng cái chuyện không may chả ai muốn cả, bất kỳ ai trong gia đình ai cũng không không muốn cả. Đâm ra là không muốn thì mình đi. Ừ, đúng rồi. Đi vào nhà đây nhỉ. Ừ. Nhớ chưa hả? À, vâng. Con chào bà nhá. Dạ, dạ vâng, dạ vâng. Dạ vâng, chào bác. À thế đây là như nào đây hả? Đây là chồng của em gái của mẹ em ạ. À, tức là em cậu à? À em rể đúng không? Em rể. Em rể của mẹ đúng không? Ồ, à, thế là cũng về đây chơi. À đây là con chim mỉ đây đúng không? Ôi giời. Đáng yêu quá. 6 tháng rồi. 6 tháng rồi. Em ơi, ở trong này có sữa em lấy ra. Vâng. Xong rồi lấy cả cái xe ra luôn để mà vâng. cho cháu ngồi vào thử cái. Vâng. Đây là mẹ em hả bà? Đúng là mẹ em rồi anh ạ. Oh, vâng. Nhiều lần cũng gọi là chị thấy trên tivi thôi. Em bây giờ mới gặp ở ngoài. Đây là sữa đấy, sữa đấy. Khéo khéo rơi em. À đây. À đấy. Ờ. Cháu bây giờ là biết hút sữa rồi chứ em? Biết rồi anh ạ. À. Thì chị là cho một này này, bao hộp có mì á, bao hộp có mì á, à cho vào đấy á, cho vào bình đấy làm mút à? Ờ được mà, nếu mà cháu không biết là biết mút vòi chưa, nếu mà không biết mút vòi thì cho vào cái bình đấy thì cháu mút được. À thế thì cứ đưa cho mẹ em vào thôi. Ờ. Bác không mình không có mì đâu, tụi mình nhỏ. Cháu sáng nay mà không có mì đâu. Chưa chưa. Cháu kiểu như là uống sữa từ lúc nhỏ rồi, giờ đã phải chịu một cái thiệt thòi rất là lớn rồi. Đúng rồi. Vâng. Đúng rồi. Cháu này hình như là từ lúc chưa sinh là bố đã mất rồi đúng không? Vừa chưa sinh được 7 tháng thì lại là bố đã mất rồi. À, nghĩa là 2 tháng thì xong lại để con này. Mất 2 tháng thì để cháu này. Đấy, xong rồi để được mấy tháng lại mẹ lại mất luôn. Cái đấy giống như là một cái câu chuyện gì đó nó cứ mình gọi là hiểu non là có một cái gì đó nó như thế nào anh ạ. Vâng. Cái này thì nói chung là ai cũng thương, ai cũng đau lòng các bác ạ. À, cháu nhỏ mà. Còn rất là ngây thơ chưa biết gì, vừa sinh ra đã gọi là không thể nhìn thấy, không được thấy mặt bố, mà mẹ thì cũng như kiểu như là mai mốt lớn lên thì chắc là cũng không nhớ nổi cái khuôn mặt của người mẹ nữa. Đây là chị, đây là cháu gái nhỉ? Cháu gái. Cháu gái. Có một cháu thì là cháu sánh, nhưng mà đứa trai thì đi học ở chỗ bên nọ rồi thì ba nó ở bên đấy thì không cho sánh nó vào bên này rồi. Tức là cháu lớn ấy. Vâng, cháu lớn. Đi đăng học lớp 1. Cháu đấy là đang học lớp 1 à? Vâng. Sánh thì 6 tuổi rồi. Thế thì thế là đứa lớn là ở bên Đà Nội. Nhưng mà nó múa vào bên này, nhưng mà ông nội với bà nội bảo là đứa trai thì ông nội với bà nội nhận bên đấy. Không cho nó sang bên này nữa. Vâng. Thế là còn ví dụ cháu này cháu gái là bên đấy là không nhận hay như nào? Cháu gái thì là bên nội thì nó không nhận rồi. Kể là cháu trai đấy là theo mình cũng hiểu ấy thì do là cháu trai thì theo cái dòng họ đấy, cái dòng họ của bên nội thì họ gọi là như cái cháu trai đấy là bên họ phải nhận đấy. Nghĩa là người của họ đấy. Người của họ không phải là giống như người gái à, đi chỗ khác ấy. Gái thì đi ở chỗ nào cũng được, nhưng mà trai thì đi làm hộ của người khác thì khác không nguyện nhận đâu. Đúng rồi. Rất là tội nghiệp nhỉ. Thế thế nhưng như mẹ em trước bảo là bị ốm hay bị đau bụng gì đấy mẹ hay là như nào đấy, bây giờ khỏe chưa? Trước thì đau cả hai bên, nhưng mà một lần về đau một bên trái. Bây giờ là đau một bên trái rồi. Thế bây giờ là vẫn đi làm bình thường được không? Mẹ em là không được về nhà anh ạ. Là về nhẹ thôi. Nghĩa là về nhẹ thôi. Bây giờ thì mình có công việc làm nặng thì bảo là mẹ ở chung hai cô hai
hai con nhỏ ở dưới nhà thôi. Phải là cho mẹ đi là công việc nào mà nặng thì lại mẹ khổ đau tiếp. Thế lại khổ cho mẹ quá nhỉ. Thế là bình thường là vợ em là cũng còn con nhỏ là cũng lên trên này để trông cả cháu này nữa. Bây giờ vợ em vừa lên đây. Đây là vợ của em phải không? Của em gái của em nó đi. Đây là em gái á. Đây là em thì là chị là có vợ em với mẹ em. Vợ lấy Rồi, tí nữa khả năng là mình cũng xuống dưới để thăm nhà em vào một cái nhé. Rồi mình trao cho cái và cái món quà này nhá. Cô nhá, với lại em và nhá. Hôm nay thì anh vào đây thì cũng có cái món quà này là của cô Lai ở bên Đức nhá. Có gửi 1 triệu cho gia đình mình. Đấy, thì cô cũng dặn là mua cho cháu nhà em Mỹ là một cái xe này với lại ít tất nhỉ. Cái tất ở đâu nhỉ em nhỉ? Cái tất chắc là ở trong cái bao. Có 5 đôi tất đẹp ấy. Vâng, có cái túi ấy. Em xem lại đi. Cái tất ở đây có 5 đôi tất vào nhá. 5 đôi tất rất là dày để cho cháu đi vào nhá. Đấy cháu không có tất đây này. Xong là em đi vào cho cháu luôn đi. Vâng. Xong là có cái xe này thì cho cháu ngồi vào đây để cháu tập đi. Vâng. Nghĩa là ngồi vào ấy để mình đi được các thứ ấy. Đấy, em kéo nó lên. Vâng. Đấy, như thế này là cái lên nếu mà nó cao quá thì hạ xuống. Vâng. Biết hạ không? Biết rồi anh. Đấy. Vâng. Con em có cái xe này rồi đúng không? Vâng. Cô em thì có một cái rồi. Đây là vợ em à? Con bé của em thì nó ba 6 tháng. Cũng bằng nhau à? Vâng. Cũng bàn với lại con của chị phải không? Vâng. Thế là bây giờ là con của em cũng bằng con của chị gái. Vâng. Ồ, xinh thế nhỉ? Đây là con gái hay con gì đấy? Con gái thôi anh ạ. Con gái á? Vâng. Xinh xắn quá cái này. Ấy cười này. Thấy bác ngoài chơi rồi cười đúng không? Hay là thấy bố bà thôi. đúng rồi. Đấy có cái tất kia con 5 đôi xong là nếu mà con của em không có thì cứ lấy vào mặc cho cháu được mà. Các cháu cho nó được ấm em ạ. Đấy. Cháu không có tất thế này, rét thế này phải có tất. Xong là để cháu vào trong cái xe này, cho cháu tập đi ấy. Đấy. Nếu mà em thử đặt cháu vào xe này cho có vừa, không vừa thì hạ nó xuống. Vâng. Cái này nó có cái gạt mà. Đấy. Cái này thì có cái gọi là chơi cái này cao quá nhỉ hả? Cao quá hạ nó xuống chứ em. Cái này nó có ở dưới này có cái hạ này. Ở trong này. Ở dưới cho em vào. Đấy, ở bóp nó vào đấy. Đấy. Phải thấp như thế này cơ. Đấy. Đúng rồi. À xin chào anh phải giàu tao anh. Đúng rồi. Ấy dô, phải rồi. Đấy, vừa luôn. Đấy, chân là ấy theo rồi này. Nhưng mà có tất đi vào cho cháu. Cho cái đôi tất đi vào luôn cho. Cái này thì cháu đi cho thoải mái em ạ, đi lại các thứ thì bà mới lại là em làm không? Các thứ thì nó được dễ hơn. Đúng rồi. Không mẹ không có bố đây này. Lo cho cả hai cháu. Bây giờ ví dụ như nhà em lại thêm lo nữa nhỉ. Nhà em thì bây giờ thì chỉ có hai vợ chồng em thì lo cho cả hai cháu. Có một cháu thì lại bên hội rồi, thì còn cháu này thì giống như cháu của em nhất. Đúng rồi. Thế chung cả hai cháu luôn. Anh đeo cái mic để em nói chuyện là các bác nghe thấy đấy. Cả hai cháu này giống như cháu của em cả. Bây giờ thì không có chị Mỹ với không có anh chồng của chị Mỹ rồi thì mất cả hai vợ chồng rồi thì có con này thì giống như con của em rồi. Bây giờ thì cũng phải trông cứu mang chứ biết làm thế nào em. Vâng. Bây giờ thì mấy hôm nay thì mình thay tên rồi. Thay tên á? Trước thì là Liêm, bây giờ thì em thay tên là Cái rồi. Tức là mình thay tên theo bên mình rồi. Vâng, bây giờ thì mình không thay tên thì lúc bố mẹ nó lại tìm hiện giam đưa thì nó lại lấy đi. Nghĩa là bây giờ trước là chị Mỹ đặt tên cho rồi. Vâng. Bây giờ chị Mỹ không còn nên mình thay tên khác đi. Vâng, không thay tên thì tí lại hai vợ chồng nó tìm đưa thì nó không để con cùng mình ở nữa. Vâng. Dân thì là thế anh ạ. Nói chung là bà con ở trên này thì cũng kiểu như là cũng có cái quan niệm như thế đúng không? Vâng. Thôi thì cũng cố gắng thôi em nhé. Vâng. Cũng làm như thế cũng đúng rồi em ạ. Vâng. Do là từ bố đến mẹ rồi đến như thế là cứ gọi là lần lượt đi ấy. Bây giờ thì cho là như thế. Nên là bây giờ cũng thay một cái tên như vậy là cũng hợp lý mà. Vâng. Bây giờ chưa thì còn hai vợ chồng đấy để cho một con cả đấy này mới xong lại đấy anh chồng của chị Mỹ. Thứ thứ ba thì lại đấy cô của chị Mỹ tiếp, cô thứ hai.
Xong lại đấy chị Mỹ thì cả đi hai đứa cô cùng hai vợ chồng ấy thì đi bốn người ở trong căn nhà cũ của chị Mỹ với anh chồng ấy. À, vâng. Đi cả một gia đình luôn đấy. Vâng. Cả một gia đình luôn. Vâng. Chỉ là có hai đứa này thì nó bé bé thì không có ai thưa thì nói chung đó. Bây giờ con gái rồi mà. Vâng. Bây giờ là gọi là cũng gọi là cái gì ấy thì các cháu cũng gọi là em cũng gọi là một mình cũng như anh thiệu với nó xong kêu mai hết các cháu luôn. Vâng. Con mình đấy cái đấy cháu. Vâng. Thế nhưng như em vào hiện tại này có mấy đứa cả tất cả con ấy? Em thì nói cho anh như thế mà chưa thì vừa cả thì em lấy ở trên này nhưng mà cảm cùng thôi em. Bây giờ thì vừa cảm thì mới rồi anh ạ. Để được một con gái nữa thì chắc là bây giờ thì vợ hai thì một đứa nữa thì hai đứa con là cả, bây giờ gái cả, hết. Vâng. Kia nghĩa là bây giờ là hai đứa là đều là con gái. Vâng. Đấy. Đấy nhá, bây giờ thì cô gửi tổng 1 triệu nhá, thì cô cũng có dặn là mua một cái xe này là 250 nhá. Vâng. Lại năm đôi tất với lại hai giày sữa kia là hết 100.000 là 350. Bây giờ là còn dư lại 650 thì anh sẽ đưa lại cho mẹ em nhé. Vâng. Để cho mẹ em gọi là đi mua thuốc. Đấy, còn vâng. Đi khám bệnh hay đi mua thuốc thì cho mẹ đi mua thuốc nhé. Vâng, ok anh ạ. Đây, vâng. Cô đây này. Còn mẹ thì lo cho cả con bé này. Mẹ có công việc, mẹ đi làm công việc rồi thì có vợ em. Vâng. Thế là bây giờ là mẹ là lên trên này ở chỗ nhà chị Mỹ này hay là ở dưới nhà dưới kia? Bây giờ thì mẹ cùng cô của chị Mỹ ngủ ở trên này. Thế nghĩa là ngủ ở nhà này. Vâng. Thế tên cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Thì sau này mới trở xong rồi. Sau này chị trở ít rồi nó trẻ. Mẹ em và cũng gọi là đầu năm 2 nữa. Đầu năm 2 á? Vâng. Thế là cũng còn cũng tuổi. Đây. Đây là con gái cả của em đây à? Vâng. Xinh quá nhỉ. Đây là vợ trước kia phải không? Nghĩa là con gái cả vợ trước. Cũng lớn rồi. Đi học chưa em bà? Nó đi học lớp 1. Đi học lớp 1 rồi. Giỏi quá nhỉ, cũng mập mạp. Em bây giờ đi học rồi thì cũng đỡ đỡ rồi. Bây giờ nói chung là các cháu lớn rồi. Nên nếu lớp lan này chỉ cho món nào mà? Lớp lan nên mua chỉ sắm thôi. Nên mua thuốc giảm đau. Chỉ phục vụ nấu mà uống thì uống muối rồi mà cho nên mình nhiều nên chỉ phụ đầu nhà mua nhà ít tuổi thì lúc trên là lúc trên này cái chủ yếu là sinh nhau. Chỉ mỗi mình xét xét chỉ trong muối. 那你干拼毛呢哟？拼毛呢哦，那我只我只三弄。Là cô cũng bảo là bụng thì cũng gọi là không muốn ăn ấy, chỉ là mình chán ăn ấy, do là có cái bệnh như thế. Đúng rồi, như thế là kiểu như là nó đầy bụng phải không cô? Vâng. Ý là nhiều khi chỉ cho sao nó thế, chỉ cho nó chán thôi. Chỉ nó cái chỉ chán. Mà nhiều khi rất là một cái. Cô cũng bảo là kiểu là không ăn chứ cũng không thấy đói nhưng mà do là kiểu là sức cả ngày cũng càng mệt đi ấy. Nó nè mua tập bớt là hoa tập bớt là lại nhé phải là đức này mua tao ít cho nhiều tôi chỉ vô mình chỉ không đâu tụi mình nhiều sáng đa thế mà cho tao bớt chi vô chơi đi cho tự cái thọc khử thế thôi cho mình đi tập bếp bớt chi mà cho tao bớt chi à này tập bớt là mua đó có tụi mình tốt này nghe thôi Sợ đâu, em bà cũng bảo là rất là cảm ơn đến con lai ở bên Đức rất là nhiều. Bây giờ cháu ấy không cha cũng không mẹ nên là bây giờ ở với bà thì có cái phần quà như thế này thì cô sẽ gọi là đi mua sữa rồi là mua những cái thứ mà cần thiết để cho phục vụ cháu cái đời sống hàng ngày. Nên là cô cũng thật sự là rất là vui và rất là mừng luôn. Vâng. Em bà có cái đôi lời gì gửi tới con lai ở bên Đức không? Bây giờ thì cháu bà rất là cảm ơn rất nhiều con lai ạ. Hôm nay thì cô gửi cho một phần quà rất là lớn cho mẹ với hai đứa con rất là nhỏ của chị Mỹ. Cháu chúc cô ở nhiều mạnh khỏe. Cũng cảm ơn con La rất là nhiều những cái món quà đến với mẹ em và vào cái thời gian này thì cũng rất là ý nghĩa và đặc biệt là cháu nhỏ nhà em Mỹ đó một cái gọi là một cái số phận cũng gọi là rất là bất hạnh rồi các bác ạ. Cũng cầu mong sao là cô mới lại các cháu ấy thật nhiều sức khỏe nhá, cũng mong sao là cô cũng nhanh chóng mà khỏe đấy, còn trông nom các cháu cô ạ.
Đấy, còn đỡ phần nào cho vợ chồng em và. Đấy, nếu mà bây giờ nếu mà cô không đỡ được nhiều cho vợ chồng em và thì chắc vợ chồng em ra và cũng hơi vất vả đấy nhỉ. Tôi tin là thì này thôi phần công không có nó khá nhiều rồng tiếc rồi chỉ thông mua tiết sinh à. Ờ chỉ có tiết ba tàu còn cái rồng mình nhổ thế tổng cái ông này chỉ tiết tàu tệ thế. Cô cũng bảo là cô cũng mong sau là mình sẽ gọi là khỏe mạnh để giúp hai vợ chồng trẻ là cháu như trong những cái cháu rồi là trong con nữa để là vợ chồng em và có được đi làm việc này việc nọ giúp cho gia đình. Đúng rồi. Đấy, bây giờ ngôi nhà này kiên cố rồi thế nhưng mà lại có một cái gì đó nó cũng kiểu như lạnh lẽo nhỉ. Như như em vào bây giờ ví dụ em đi làm như vậy thì công việc nương các kiểu ấy thì toàn vợ mới lại mẹ làm hết á. Bây giờ thì công việc ở dưới nhà gia đình em thì khi nào em đi làm việc rồi thì em hộ các con chú anh các bác lên giúp em làm thôi. Hàng xóm ở đây thì giúp em làm thôi. Bây giờ thì mẹ có công việc ở nhà thì có hai con bé thì mẹ trông hai con rồi thì vợ thì đi các cỏ bón ấy thì không có thời gian để đi làm nữa. Thế thôi nhỉ, khả năng anh em cũng đi về thôi nhỉ. Chào cả nhà sau là chào đi thôi nhỉ. Cô mới lại cả nhà cái. Vâng. Cháu đi về thôi cô nhá. Vâng. Nhắn thêm một chén mà tôi chuyển lại cho đào. Anh đi về thôi nhá. Anh về thôi nhá. Lúc nào có gì thì anh sẽ vào thăm các cháu sau nhá. Được rồi. Vâng. Nên cho nên nhá. Vâng. Trời vẫn sương mù và mưa phùn đấy. Càng ngày càng lạnh anh ạ. Bây giờ. Phùn sương mù. Mấy hôm nay đi đến đâu cũng sương mù dày đặc luôn anh ạ. Thời tiết nó như vậy mà thì cũng đành chịu thôi. Rau cải này không biết là giống rau cải gì. Rau này là rau cái lá rau địa phương ở trên này à? Vâng, nhưng mà nhiều cái loại giống anh ạ. Bởi vì cái giống này ấy, cái lá ở dưới này nó không vàng ấy. Có những cái loại thì cái lá nó vàng nó già già rồi. Nó già nên là tuyết tiến này. Vâng. Cái loại này ăn đắng hay là ngọt? Cái loại này cũng ngọt thôi mà. Nhưng mà cái nước canh là hơn gọi là nó đỏ đúng không? Hơi màu tím tím đấy. Mình đấu ra thì nó đỏ đỏ đúng không? Đúng rồi, hơi màu tím tím đấy. Đấy nhá, các bác bà con ở khu vực này đang chuẩn bị có nương các kiểu rồi. Nghĩa là đang cày cái cả, nhưng mà đá này cày kiểu gì á? Nghĩa là cứ chỗ nào chọc được thì chọc á. Đúng rồi. Đấy. Như anh trai kia là chỗ nào chọc được là chọc kia cả. Đấy cứ mỗi chỗ chọc cái. Đúng rồi. Cái này thì cho anh cày anh chịu thôi. Phát một phát hai khả năng là đi cái cày luôn. Cái này nếu mà ai nhìn nghĩa là mình không biết cày thì là cái đứa cày nó sẽ đi luôn thôi mà. Thôi bây giờ anh em cũng đi về thôi các bác ạ. Cũng chào ông bà các bác ở những tập phim lần sau nhé. Xin chào.